Long nè. Tặng lại đi. Mẹ mua cho thằng Long cái nón người dân tộc á, cái nó chụp lên cho nó đẹp. Nhưng mà luôn sẽ bà luôn. Mẹ, em đang cầm chào mọi. Năm đầu cái nón phải không? Mẹ qua mẹ bệnh, mẹ vẫn còn bệnh mua nón. Đi, qua mua cái nón nha. Coi giá bao nhiêu mẹ? Xe à? Qua má. Ê khoan đợi xe. Thôi ba đang quay phim rồi. Lên lửa đi. Đây nè mẹ ơi, đây nè mẹ. Đây nè. Đầu nó nhỏ quá. Lấy cái đầu nhỏ ấy. Nè, con thiên lấy là con cái cho con. 4 tháng rồi. Đây nó quay là người dân tộc. Cái nó cầm này. Đó, nó nhiều đó. Cái màu sặc sỡ á, màu vàng á, cái tay mẹ đó, cái bên trong. Ừ đó. 20.000 cái. Ừ. Hai trăm khang cái nữa là 2 cái. Được dừa. Cũng được nhưng mà nó không biết nó có tác dụng không. Ừ, cũng được, mua cho hai đứa mỗi đứa cái đi. Mua đi, mua luôn đi. Ừ. Có thằng Long mới đội dừa. Đội chứ, nó đội chứ. Biết tự đó. Cái màu vàng á. Không, nhỏ mà, đừng có dừa đâu. Cái đó đó, ừ. Với cái bên kia. Chị này, thằng Long đội dừa mà sao thằng Bi đội dừa. Thằng Bi nó bự rồi chứ bọn, Bi với thằng Long nó cả tuổi. Bi với thằng Long cả tuổi. Bi là nhỏ hơn Long nữa. Nhỏ hơn 6 tháng, nhỏ mà cái đầu nhỏ hơn. Nhỏ hơn có 5 tháng à. Còn Long thì đội. Khang đội không? Đứng ở dưới kìa. Thank you.
nắm tay mẹ, nắm tay mẹ. Cầm đây, cầm đây. Xe xe. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Đang cầm cái hông mà. Dạ, cầm cái hông hả? Xe à? Đây nè, chú đứng này nè. Đây nè, chú đứng này nè. Ở trên này thì có hai dân tộc mà người ta kêu. Lại gần thì thấy. Lại gần thì thấy, xuống dưới đi, xuống dưới lại gần đi. Rồi bây giờ mình bắt đầu đi xuống dưới bản nữa. À xuống này hả? Đi ra ngoài xe này. Đi ra, đi xe này.